tâm sự với Thu Hà Nội. Cái Hà Nội trong Hà Nội có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông đủ bốn mùa, mỗi mùa một vẻ, mỗi mùa một cách đẹp khác nhau. Và Du có nói là trong đó thì có cái mùa đông, Du đi xa Hà Nội rồi thì nhớ lại không nhớ mùa xuân, không nhớ mùa hè, mà đặc biệt là nhớ mùa đông. Mùa đông bởi vì ở phía Nam không có mùa đông, nó không thấy cái lạnh. Đi đeo bẩn cái khăn này, khăn rằn vào cổ là để nhớ về mùa đông Hà Nội thôi. Và đặc biệt nữa, trước khi đông là có cái mùa thu. Mùa thu cũng là cái mùa để nhớ, bởi vì nó bắt đầu se se lạnh. Nó chớm đông nữa. Nó như là chớm đông rồi đó, se se lạnh. Cây bắt đầu nó vàng lá, lá vàng lá đỏ, để chờ đến mùa đông lá rụng. Cho nên là hai cái mùa đó ghi nhớ đó. Thì Du đọc các bạn nghe cái bài Tâm sự với Thu Hà Nội. Hà Nội mùa này mưa đã nhiều chưa em? Phố khuya có ai dầm mưa đi như anh thuở trước? Đường Hai Bà Trưng không thể nào quên được, hai hàng xà cừ trầm mặt già nua. Ánh đèn hắt lên những tàng lá gió lùa, màu đỏ hắt hiu như là mắt khóc. Anh từ phố Yên về cùng cơn đói đường xa, lạnh đến run người khi nghe tiếng ai ca. Dòng con gái sao não lòng đến thế, anh nhẩm một câu thơ, anh nhẩm một câu thơ, cầm lòng nhau đâu dễ. Vậy thì mưa Hà Nội những đêm mưa. Đấy là cái khổ thứ nhất thế này. Du nhắc, trong đó có nhắc lại kỷ niệm hồi Du là sinh viên trường Đại học Mọi Thể Chất. Lúc đó nó là một khoa của Đại học Bách Khoa, sơ tán lên Phổ Yên, Thái Nguyên. Sơ tán Phổ Yên, Thái Nguyên, gần bên cái bờ sông Công. Thì cứ thường thường là thứ Bảy nghĩ là Du ra ga. Tàu nó có chuyến lúc 6 giờ mà không đi đâu. Đi chuyến 11 giờ đêm để mà khỏi phải trả tiền vé. Đi chuyến đó trốn vé thì người ta thông cảm. Người ta hiểu là sinh viên nghèo đó, người ta ai hỏi gì. Mà họ biết là mình đã biết điều là mình đi tàu đêm rồi, cho nên là họ không hỏi gì. Thì Du có kể lại chuyện đó. Và Du hỏi mỗi đầu, hỏi về mưa Hà Nội. Cái mưa Hà Nội này, khi nó mưa đó, thì các cô gái mặc áo ấy, phải vòng cái tay che ngực, nhất là các cô nữ sinh ấy, ôm cái cặp che ngực đi, hoặc là người ta nép vào cái mái nhà, cái hiên nhà nào đó, vòng cống nào đó để mà trú mưa. Và tình cờ thì nam nữ họ gặp nhau trong những cơn mưa đó, nó là kỷ niệm. Lúc đó nhà Du ở gần cái khu Nguyễn Công Trứ, tập thể Nguyễn Công Trứ, ở cái dốc Thọ Lão đó. Dốc Thọ Lão, cho nên Du từ dốc Thọ Lão mà Du đi bờ hồ, Du thường đi theo cái đường Hai Bà Trưng, hai bên là hai hàng cây sạc cừ cổ thụ. Cái đó là nhớ mãi. Hà Nội mùa này mưa đã nhiều chưa em? Phố khuya có ai dầm mưa đi như anh thuở trước? Đường Hai Bà Trưng không thể nào quên được, hai hàng xà cừ trầm mặc già nua. Ánh đèn hắt lên những tàng lá gió lùa. Đi xem phim về đêm, cái đèn phố hồi đó là đèn tròn, đèn 75W á, nó đỏ đục đục, không sáng như đèn với ông bây giờ đâu. Bây giờ đèn với ông đèn led nó sáng choang à. Hồi đó đèn đỏ đục đục vậy. Nhưng mà nó có cái mơ mộng của nó hay. Đi về á, đi dưới ảnh cái tàng cây mà xà cừ cổ thụ đó, nó rợp cái này, những cái bóng đèn nó tròn tròn, nó đỏ đỏ quanh quanh vậy đó. Thì giống như mình đi giữa cái vòng hang vậy đó. Mày cảm giác được cái lành mùa thu của Hà Nội
nó ngấm vào giá trị. Tôi xin đọc lại từ đầu. Hà Nội mùa này mưa đã nhiều chưa em? Phố khuya có ai dầm mưa đi như anh thuở trước? Đường Hai Bà Trưng không thể nào quên được. Hai hàng xà cừ cầm mặt gà đua, ánh đèn hắt lên những tàng lá gió lùa, màu đỏ hắt hiu như là mắt khóc. Anh từ phố Yên về cùng cơn đói đường xa, lạnh đến run người khi nghe tiếng ai ca. Giọng con gái sao não lòng đến thế, anh nhẫm một câu thơ, cầm lòng nhau đâu dễ. Vậy thì mưa Hà Nội những đêm mưa. Bây giờ sang khổ thứ hai. Bài thơ này có ba khổ và một câu thọc. Hà Nội trong anh ngày ấy ô chợ dừa, có bà lão bán nước chè 5 xu một chén. Rất vô tình nơi đây thành điểm hẹn, cây bàng mùa thu lá đỏ hiệu lòng ai. Cơn gió đi qua như một tiếng thở dài, người trễ hẹn thời gian không dừng lại. Những nẻo đường chiến tranh anh đi mãi, bom đạn thét gào quăng quật cuộc đời nhau. Hà Nội thu về lại hóa mùa đau, ngàn vạn nhớ thương dài xa dằng dặc. Hai đứa hai đầu phương Nam phương Bắc, ngày trở về có gặp lại nhau đâu. Cái này là cái nỗi niềm mà hồi đó như có người bạn cùng lớp, cô ấy người ở thành phố Vinh, cùng học cùng mỗi Du thì có cụ thân ở Hà Nội, cho Du về để mà xin bị bắt bị sợi mang lên Hà Nội ăn thêm. Còn cô ta thì cô ta về Hà Nội là để về Hà Nội thôi, chứ là ở Hà Nội cô có người bác để chơi thực lòng ấy. Là Du đi thì Du rủ thì cô đi thôi, chứ cô cũng chạy về làm cái gì đâu, vì đó là không phải nhà cha mẹ mà nhà bác. Cha cô ấy, ba cô là giám đốc nhà máy gỗ Vinh đó. Thế là cô về nhà ông bác Hà Nội thì vì Du về Hà Nội thì cô ta đi cho vui. Thì sau này Du vào lính tình nguyện đi lính ngày 31 tháng 5 năm 1972 vào Nam chiến đấu. Cô ta ở lại rồi đi qua Baku học dầu khí, Baku Liên Xô học dầu khí. Hà Nội trong anh ngày ấy ô chợ dừa, có bà lão bán nước chè 5 xu một chén. Đây là cái nơi mà về hôm trước hôm sau hai đứa hẹn thường hẹn nhau ra cái quán nước chè đó ngồi uống nước chè, mua một cái ấm chè tàu này, hồi đó đi chưa phải là giềng như bây giờ đâu, nhưng mà cũng bắt đầu thích uống rồi, mặc dù là chưa phải giềng nhưng mà uống để có cớ mà ngồi với nhau và tỏ ra mình người lớn thì uống chè chứ không phải uống nước chè xanh, mà uống chè tàu thì nó tỏ ra người lớn hơn. Đấy, uống chè xanh thì người ta đến ta uống một bát rồi ta nhâm nhi nói câu chuyện ra đi, còn mình ngồi lâu thì mình mua ấm chè. Đó là cái điểm hẹn với nhau, mà sau này cái điểm hẹn này nó không còn nữa, không còn cái kỷ niệm xưa nữa, là vì một người vào Nam, một người ở lại. Đấy. Hà Nội trong anh ngày ấy ô chợ dừa, có bà lão bán nước chè 5 xu một chén. Rất vô tình nơi đây thành điểm hẹn, cây bàng mùa thu lá đỏ hiểu lòng ai. Cơn gió đi qua như một tiếng thở dài, người trễ hẹn thời gian không dừng lại. Những nẻo đường chiến tranh anh đi mãi, bom đạn thét gào quăng quật cuộc đời nhau. Hà Nội thu về lại hóa mùa đau. Hà Nội thu về lại hóa mùa đau, ngàn vạn nhớ thương dài xa dằng dặc. Hai đứa hai đầu phương Nam phương Bắc, ngày trở về có gặp lại nhau đâu. Khi mà Du trở về sau ngày đất nước hòa bình thống nhất 30 tháng 4 1975, cuối năm 76 Du được về Bắc, tức là được về phép thăm nhà sau cái cuộc chiến, thì cuối năm 76 thì được về thăm nhà. Về thăm nhà thì Du cũng tính nếu mà người bạn gái còn ở trường đại học thì Du sẽ lên trường đại học
học tiếp. Nhưng mà cô ta sang bên số mất cho nên buồn. Vì vậy mà Du nhận lời hẹn ở phía Nam, không trở về trường đạo cũ. Cho nên Du biết là Hà Nội thu về lại hóa mùa đông, ngàn vạn nhớ thương dài xa rằng rặc. Hai đứa hai đầu phương Nam phương Bắc, ngày trở về có gặp lại nhau đâu. Hà Nội thu vàng chắc vẫn còn lâu, hoa lục vừng rụng đỏ chiều như lửa. Anh ngồi đây nghe lòng cắt cửa, người bỏ anh rồi hoa sữa chẳng còn thơm. Cơn đói ngày xưa giang dở chén cơm, nhìn vọng hồ Tây chim vịt bay rối mắt. Thế đó mà một thời anh từng đêm lượm lặt, sâu kỷ niệm thành vòng cườm đơm vạt áo cai lao. Âu ơ Du thu Hà Nội nơi nào, con chim tình yêu hót ở trời xứ lạ. Anh ngồi nơi đây đợi mình sỏi đá, Hà Nội bây giờ đã mưa nhiều chứ em. Câu cuối là câu thòng. Cái khổ này là Du có bày tỏ cái tấm lòng của mình khi mà biết chắc là người bạn học ngày xưa là xa lắm rồi. Cô ta đi xa rồi và có thể là không bao giờ gặp nhau nữa. Mà đúng là như vậy, cho nên câu thơ nó hơi dằn vặt, hơi như là trách móc, hơi buồn. Hà Nội thu vàng chắc vẫn còn lâu, hoa lục vừng rụng đỏ chiều như lửa. Anh ngồi nơi đây nghe lòng cắt cửa, người bỏ anh rồi hoa sữa chẳng còn thơm. Cơn đói ngày xưa giang dở chén cơm, nhìn vọng hồ Tây chim vịt bay rối mắt. Thế đó mà một thời anh từng đêm lượm lặt, sâu kỷ niệm thành vòng cườm đơm vạt áo ca dao. Âu ơ Du thu Hà Nội nơi nào, con chim tình yêu hót ở trời xứ lạ. Anh ngồi nơi đây đợi mình sỏi đá, Hà Nội bây giờ đã mưa nhiều chứ em. Bây giờ thì Du xin đọc lại một mạch cái bài thơ này, tâm sự với thu Hà Nội. Hà Nội mùa này mưa đã nhiều chứ em, phố khuya có ai dầm mưa đi như anh thuở trước. Đường Hai Bà Trưng không thể nào quên được, hai hàng xà cừ trầm mặc già nua. Ánh đèn hắt lên những tàng lá gió lùa, màu đỏ hắt hiu như là mắt khóc. Anh từ phố Yên về cùng cơn đói đường xa, lạnh đến run người khi nghe tiếng ai ca. Giọng con gái sao não lòng đến thế, anh nhẫm một câu thơ cầm lòng nhau đâu dễ. Vậy thì mưa Hà Nội những đêm mưa, Hà Nội trong anh ngày ấy ô chợ dừa, có bà lão bán nước chè 5 xu một chén. Rất vô tình nơi đây thành điểm hẹn, cây bàng mùa thu lá đỏ hiểu lòng ai. Cơn gió đi qua như một tiếng thở dài, người trễ hẹn thời gian không dừng lại. Những nẻo đường chiến tranh anh đi mãi, bom đạn thét gào quăng quật cuộc đời nhau. Hà Nội thu về lại hóa mùa đau, ngàn vạn nhớ thương dài xa rằng rặc. Hai đứa hai đầu phương Nam phương Bắc, ngày trở về có gặp lại nhau đâu. Hà Nội thu vàng chắc vẫn còn lâu, hoa lục vừng rụng đỏ chiều như lửa. Anh ngồi nơi đây nghe lòng cắt cửa, người bỏ anh rồi hoa sữa chẳng còn thơm. Cơn đói ngày xưa giang dở chén cơm, nhìn vọng hồ Tây chim vịt bay rối mắt. Thế đó mà một thời anh từng đêm lượm lặt, sâu kỷ niệm thành vòng cườm đơm vạt áo ca dao. Âu ơ Du thu Hà Nội nơi nào, con chim tình yêu hót ở trời xứ lạ. Anh ngồi nơi đây đợi mình sỏi đá, Hà Nội bây giờ đã mưa nhiều chứ em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.